có thể thấy không chỉ hết lòng cho những vai diễn trên sân khấu hay màn ảnh, đối với mỗi lựa chọn của bản thân, Diệp Hương đều đặt rất nhiều tâm sức vào đó. Trải lòng về quá trình thai nghén Hương Thị, Diệp Hương chia sẻ đã gặp gỡ và tìm hiểu thói quen làm đẹp cũng như sử dụng mỹ phẩm của hơn 1.000 thanh nữ trên khắp mọi miền, ở nhiều lứa tuổi. Tận mắt xem những cách họ làm đẹp, thấy những loại mỹ phẩm mà theo lời kể là trắng như tiên, dù da mặt họ trở mỏng dính thấy cả những đường gân xanh, vậy mà họ vẫn tin, tôi thật sự thấy mình cần làm một điều gì đó. Diệp Hương trải lòng. Điều nhận biết rõ rệt nhất là rất nhiều thanh nữ làm đẹp sai cách. Muốn nhanh trắng, nhanh đẹp và rút ngắn quá trình nhanh nhất có thể, thậm chí mong chờ sự đổi mới thần tốc trong 1-2 ngày, nhiều và rất nhiều thanh nữ tìm đến những loại mỹ phẩm chứa các chất gây hại mà thành quả là hủy hoại làn da nghiêm trọng. Thay đổi thói quen làm đẹp của các chị, các mẹ là không dễ, nhưng Hương cũng như Hương Thị tin mình sẽ làm được. Diệp Hương chia sẻ. Giới tôn chỉ mang những item chất lượng đến với khách hàng, Hương Thị ưu tiên những item chiết xuất thiên nhiên với các thành phần được kiểm định rõ rệt, an ninh và bảo vệ da. Và Hương thật sự rất vui vì một năm qua Hương Thị đã được sự đón nhận của rất nhiều người. Nhìn lại đoạn đường một năm với những gì đạt được bước đầu, Hương biết Hương Thị đã được sự tin tưởng của mọi người rất nhiều. Diệp Hương xúc động nói. Trong một buổi tiệc hoành tráng nhất của Hương Thị từ trước đến nay, Diệp Hương cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới những khách hàng cũng như các anh, chị, em nghệ sĩ đã cùng đồng hành trong năm vừa qua. Nữ danh hài cũng là người luôn mang đến những điều bất ngờ cho mọi người. Tối 12 tháng 10, Diệp Hương đã chơi lớn khi tổ chức một trò chơi bốc thăm trúng thưởng dành cho các nghệ sĩ có mặt với giải thưởng là một sợi dây chuyền vàng trị rất mức gần 200 trợ. Và sau màn bốc thăm rất thú vị và vui nhộn thì nghệ sĩ Nam Dương Cao Xuân Tài đã chính thức biến thành chủ nhân của sợi dây chuyền vàng này. Ngoài những phần trò chuyện, tâm tình thì các anh, chị, gamer thủ đồng nghiệp thân thiết của Diệp Hương cũng đã theo chị gửi tặng mọi người những món vàng tinh thần đặc sắc. Minh Tuyết không hổ danh là nữ hoàng nhạc tình khi thể hiện lại hiu thầm gọi tên anh, tiếp đến là vô cùng quyến rũ với những bước uyển chuyển trong đã không yêu thì thôi và gọi tên ngày thế hệ. Màn song ca lâu đài tính ái với Đàm Vĩnh Hưng cũng khiến khán giả nổi da gà. Ông hoàng nhạc Diệp khuấy động sân khấu với tiếng gió xôn xao và liên khúc nhạc nước ngoài remix. Diệp Hương cũng hòa hợp nam nghệ sĩ Hoài Tâm trong một màn tung hứng ngẫu nhiên đầy vui nhộn với sự cung cấp của Nam Dương Cao Xuân Tài. Chương trình kỷ niệm một năm của mỹ phẩm Hương Thị cũng mở ra một đoạn đường thế hệ phía trước dành cho Diệp Hương và ekip của mình. Tương lai phía trước còn rất nhiều điều Hương cần phải làm và phải học hỏi thêm để giúp thanh nữ văn minh ngày càng tự tin hơn về mình, nữ nghệ sĩ nói thêm.